Với các dòng máy giặt giá rẻ thì cái tên Funiki này đang làm mưa làm gió trên thị trường mà có thể bạn chưa biết nha. Đấy, với một mức giá vô cùng là hấp dẫn luôn, kèm theo thiết kế này, công nghệ thì không thua kém một đối thủ nào hết. Sản phẩm thì có một cái thiết kế đơn giản nha, dễ dàng di chuyển cho mọi người luôn. Về cái phần màu sơn thì được sơn màu xám để cho chúng ta khó bị bám bẩn hơn này, cũng như là khó bị chảy xước hơn nha. Rồi, về cái phần nắp kính của máy thì máy được trang bị chúng ta là nắp kính trợ lực luôn. Đó, để khi mà chúng ta lỡ mở lên đập xuống thì nó tránh cái trường hợp va đập nha mọi người. Cái phần bảng điều khiển này thì được trang bị các cái phím bấm nha, để chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Còn cái phần lồng giặt thì được thiết kế theo kiểu lập phương đó mọi người. Và cái mâm giặt là có 6 cánh để chúng ta dễ dàng giặt sạch hơn, cũng như là đánh bay các cái bẩn tốt hơn nha. Khi mà sản phẩm chúng ta mua về chúng ta sẽ được kèm theo một cái dây dẫn nước như thế này đó. Còn cái dây xả nước thì được trang bị sẵn ở trên máy giặt rồi nha. Công nghệ Antua giặt một chạm với hệ thống suy luồng ảo Fusiluit thì tự tính toán cái khối lượng giặt cũng như là căn chỉnh cái mức nước phù hợp cho mọi người nha. Sản phẩm thì có luôn cái chế độ giặt Turbo Wash giúp máy giặt nhanh hơn này, như là chúng ta bỏ quần áo thì vẫn là giặt sạch nhưng mà cái thời gian sẽ rút ngắn lại nha mọi người. Ngoài ra thì máy có chế độ vệ sinh lồng giặt này, iClear, giữ lồng giặt luôn luôn sạch sẽ nha. Với máy giặt nhà Funiki hiện tại thì chúng ta có các cái khối lượng giặt như là 8,5 kg này, 9,5 kg, 10,5 kg để chúng ta dễ dàng lựa chọn nha mọi người. Một cái sản phẩm giá rẻ và được trang bị rất là nhiều các công nghệ luôn, thì chúng ta còn lân tân gì về cái sản phẩm này nữa đúng không nào? Sản phẩm cũng được bảo hành 2 năm tại nhà cho mọi người nha. Nếu mà mọi người còn thắc mắc thêm về cái sản phẩm này hay là cần tư vấn về sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay cho Gia Khang qua phần hotline cũng như là website mà sẽ đến ngay dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.